Bác tên là Nguyễn Xuân Phúc, là chủ tịch của nước Việt Nam. Lời đầu tiên con xin được chúc cho bác một đời vui vẻ ngập tràn. Bác sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954, quê bác ở tỉnh Quảng Nam, huyện Quế Sương mà xã Quế Phú. Thuở bé bác học trường làng, gia đình đi theo cách mạng, những người thân của bác hy sinh để bảo vệ cho đất nước Việt Nam. Từ nhiệm kỳ 2016, bác dần đưa đất nước đi lên, từ giáo dục đến kinh tế, bao lĩnh vực được khắc ghi tên. Bác hay nở nụ cười hiền mỗi khi thấy bác xuất hiện, trong nhân dân ai cũng vui mừng, thấy trong lòng có sự bình yên. Sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa, có bác đất nước một lòng tươi đẹp hơn xưa. Bác diệt trừ mầm tham nhũng, cho lãnh đạo thật sáng trong. Bác gợi lên lòng yêu nước, đầu đầu cũng thấy nước một lòng. Bóng đá thể thao chưa bao giờ vui đến thế, còn công việc